đặc khu hành chính kinh tế Vĩa Nam và vành đai biển của Trung Quốc. Nguyễn Bá Lộc. Trong vài tháng qua, dân chúng Việt Nam đã dũng mãnh trên hầu hết các thành phố lớn, biểu tình phản đối chính quyền Cộng sản Việt Nam tiến hành thực hiện ba đặc khu hành chính kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, gọi tắt là đặc khu. Điểm chính yếu mà người dân nêu lên trong các lần biểu tình là phản đối việc cho thuê đất đặc khu tới 99 năm và chống lại Cộng sản Việt Nam có ý đồ bán nước từng phần cho Trung Quốc. Ba đặc khu này là mô hình mới, lạ thường và có nhiều âm mưu mờ ám xét trên nhiều phương diện như pháp chế và tổ chức hành chính. Những ưu đãi cho nhà đầu tư hay sự cấu kết của Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc, sự hoành hành của tư bản đỏ và nhóm lợi ý, và hơn thế nữa là đặt ba đặc khu này trong kế hoạch đại dự án vành đai biển của Trung Quốc thì nỗi lo âu về hậu quả bi thảm từ ba đặc khu là có căn cứ, là chính đáng, là phải ngăn cản. Điều chúng tôi xin trình bày dưới đây là cái căn nguyên, cái dính dáng và sự trùng lập của ba đặc khu với siêu dự án Belt and Road Initiative của Trung Quốc. Đây không phải chỉ là một ưu tư cho dân tộc Việt mà còn là vấn nạn lớn cho nhiều dân tộc khác trên thế giới. Nhiều nước đã vướng vào và thật khó khăn chưa có lối thoát. Một, khái lược vành đai biển của Trung Quốc. Sau sự hình thành đại dự án vành đai và con đường, vành đai biển là một phần quan trọng của đại dự án vành đai và con đường. Vành đai và con đường là một siêu dự án với tham vọng lớn của Trung Quốc được thành hình năm 2013 với 65 quốc gia thành viên tham gia hợp tác với Trung Quốc. Vành đai và con đường gồm hai phần. Một vành đai biển dọc theo biển từ Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương đến vài biển khác ở châu Phi, gọi là vành đai biển. Và một con đường bộ từ Trung Quốc đến Nam Á qua Nga đến Trung Đông sang Phi Châu và cuối cùng là một phần Âu Châu, còn gọi là con đường tơ lụa mới. Trong hai năm 2016-2017, Trung Quốc đầu tư 20 tỷ đô la Mỹ cho 9 cảng hải ngoại trong dự án vành đai biển và đến tháng 9 năm 2017, Trung Quốc đã đầu tư 34 cảng trên thế giới. Nguồn tin China's Expanding Investment in Global Port Economic Intelligence Unit Research. Trong thông điệp đầu năm 2018, Tập Cận Bình có nói đến đại dự án vành đai và con đường như sau. Nhân dân Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các dân tộc khác cùng xây dựng một tương lai thịnh vượng, hòa bình và nhân đạo, theo Rap Jennings. Đăng trong Forbes tháng 8 năm 2018. Trung Quốc đã thành công về kinh tế trong vài chục năm qua, nay Trung Quốc muốn thực hiện tham vọng bá quyền với khẩu hiệu Going Global. Mô hình toàn cầu hóa của Trung Quốc với nhiều điểm khác Tây phương, phương thức Trung Quốc tiến hành là vừa dụ dỗ vừa cưỡng bức. Đó là một loại thực dân mới, rất nhiều nguy hiểm cho nước muốn hợp tác hay bị hợp tác với Trung Quốc. Trung Quốc kết hợp vừa kinh tế vừa chính trị khi thương thảo với các nước. Trung Quốc không bao giờ đặt điều kiện về đạo đức chính trị hay nguyên tắc tự do dân chủ, nhân quyền của một chánh thể, bất cứ quốc gia nào. Một chánh thể nào miễn chịu vào bẫy và thòng lọng của Trung Quốc là được, theo tài liệu China Five Conversation của Azon Haleger, New York University Law School. Vành đai và con đường là một dự án quốc tế lớn nhất từ trước tới nay. Riêng Trung Quốc bỏ ra 1.000 tỷ Mỹ Kim. Trung Quốc ký từng dự án song phương với từng quốc gia. Các dự án đều do Trung Quốc chủ trì hay thống lãnh, đại loại trong các công trình lớn như xa lộ, cầu cống, đường xe lửa, phi trường, hải cảng, khu chế xuất, đặc khu kinh tế, hành lang kinh tế.
khai thác nhiên liệu khoáng sản sau phương thức xâm lăng kinh tế của Trung Quốc khi nền kinh tế đã khá mạnh. Trung Quốc muốn thực hiện mộng ngàn đời của họ là đi ra khỏi biên cương và lần này đi thật xa, thật rộng với sự tính toán khôn ngoan hơn xưa. Nhưng mục tiêu vẫn là chinh phục và khuất phục thiên hạ bằng kinh tế kèm theo chính trị và quân sự. Theo tài liệu A New Model for Chinese Overseas Investment, tác giả Liu Jiahua, ngày 12 tháng 5 năm 2017. Mộng bá quyền Trung Quốc hay China Dream, mơ ước của Trung Quốc là tương lai mọi con đường quan trọng trên thế giới đều phải qua Bắc Kinh, theo Wikipedia trong bài China's Challenge is Abroad. Why the Belt and Road Initiative will succeed? Các phương thức thực hiện có thể tóm tắt viện trợ kinh tế và cho vay. Từ 2000 đến 2014, Trung Quốc tung ra viện trợ quốc tế 354,4 tỷ đô la Mỹ so với Hoa Kỳ là 394,6 tỷ đô la Mỹ theo College of William and Mary SS Data. Ngân hàng Asian International Investment Bank quốc doanh Trung Quốc cùng với một số ngân hàng Trung Quốc khác cho vay ở ngoại quốc với tổng số tiền nhiều hơn hai ngân hàng thế giới World Bank và Ngân hàng Phát triển Á Châu cộng lại. Theo tài liệu Yale University, Yale Global Online 10 tháng 4 năm 2017, riêng Ngân hàng Import Export Bank của Trung Quốc cho vay tổng số hơn các Ngân hàng World Bank cộng Ngân hàng Phát triển Á Châu cộng Inter American Development Bank cộng lại. Theo tài liệu Boston University Global Governance Initiative, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tăng rất nhanh khắp thế giới. Tổng số đầu tư trực tiếp của Trung Quốc từ 2000 đến 2014 là 354,3 tỷ Mỹ kim so với Hoa Kỳ 394,6 tỷ cùng thời gian. Theo nguồn tin, data của William and Mary College, trong mấy năm gần đây thì nhịp độ tăng của Trung Quốc nhanh qua kế hoạch vành đai và con đường. Tại Á Châu tăng từ 38,01 tỷ đô la Mỹ kim năm 2005 lên 307,1 tỷ đô la Mỹ. Năm 2017, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc thực hiện hoặc vốn 100% hoặc liên doanh với nước chủ nhà. Đầu tư trực tiếp Trung Quốc chủ yếu nhắm vào nhiên liệu, nguyên liệu là tránh để phục vụ cho kỹ nghệ trong nước. Loại đầu tư có lời nhanh và cao là casino, du lịch và địa ốc. Một số mặt hàng khác của đầu tư trực tiếp Trung Quốc là hàng có thể bị ảnh hưởng chiến tranh mậu dịch như thép, đồ điện tử, thầu các công trình lớn. Một tiến công mạnh mẽ của Trung Quốc là thầu các công trình lớn, chương trình này đi kèm với viện trợ. Viện trợ hay vay tiền từ Trung Quốc luôn buộc phải đi kèm với điều kiện giao cho công ty Trung Quốc thầu và Trung Quốc có quyền đem công nhân theo cũng như mua trang thiết bị Trung Quốc. Thông thường công ty Trung Quốc có phẩm chất kém và giữa chừng tăng kinh phí lên cao, rốt cuộc tiền Trung Quốc lại có một phần lớn chạy về Trung Quốc. Xuất nhập cảng Trung Quốc phát triển đầu tiên là nhờ xuất cảng bằng mọi giá mọi cách miễn sao thu về nhiều ngoại tệ là tốt. Trung Quốc vẫn theo đuổi con đường này như là một cách để giải quyết thất nghiệp, tạo mại lực tại nước đang phát triển và đồng thời đánh bại hàng sản xuất từ các nước phát triển cao. Về nhập cảng, Trung Quốc hạn chế nhập hàng từ nước ngoài. Vì vậy Trung Quốc có số xuất siêu cao và ngoại tệ tích lũy rất lớn. Trung Quốc đang cố gắng sản xuất các loại hàng với kỹ thuật rất cao, kể cả sản phẩm quốc phòng, để cạnh tranh với Hoa Kỳ. Điều kiện và phương thức hợp tác giữa Trung Quốc và các nước tham gia dự án. Về phía Trung Quốc, dùng sức mạnh và ưu thế kinh tế của mình là tiền,
là thị trường lớn, là nhu cầu lớn về nguyên liệu nhiên liệu cần cho phát triển kinh tế, là hàng hóa mọi thứ với giá rất rẻ. Về phía nước chủ nhà thì phần lớn là nước rất nghèo, thiếu tiền để đầu tư vào các dự án lớn. Khi nước có phát triển thì đó là điều kiện để bảo vệ chế độ và chánh quyền, nhất là một chánh quyền tham quyền cố vị, không có hay có ít tự do dân chủ và lại tham nhũng nghiêm trọng, nên Bắc Kinh dụ dỗ dễ dàng, cả hai bên đều có lợi. Chính vì vậy mà có rất nhiều dự án không có hiệu quả, tốn kém. Trong kế hoạch vành đai biển, Việt Nam là một mắt xích quan trọng, con đường của Trung Quốc nối với Đông Nam Á Châu, một vùng biển chiến lược của Trung Quốc và các nước khác. Mặt khác, Việt Nam Cộng sản lệ thuộc tàu rất sâu rất lâu về mọi phương diện, cho nên ba đặc khu là một phần trong vành đai biển, là cần thiết, là bắt buộc phải có theo áp lực, hay nói khác là theo lệnh Trung Quốc. 2. Đặc khu kinh tế trong kế hoạch vành đai biển của Trung Quốc, mà một nửa là vành đai biển, là phần quan trọng của sách lược toàn cầu hóa của Trung Quốc hiện nay. Các đặc khu kinh tế thì đã có từ hơn 50 năm nay. Đặc khu kinh tế trước kia giúp nhiều cho phát triển kinh tế. Hiện trên thế giới có khoảng 4.000 đặc khu kinh tế. Một số thành công cũng có một số thất bại. Phần lớn đặc khu kinh tế do Trung Quốc thống lãnh là thất bại hay có vấn đề. Chính vì vậy mà gần đây các ngân hàng Trung Quốc yêu cầu kiểm điểm lại việc cho vay, vì có một số nước không có tiền trả nợ. Dưới đây là các đặc khu kinh tế do Trung Quốc thống lãnh, áp đảo hay ảnh hưởng đã đưa tới nhiều hiểm họa nghiêm trọng, mà đó cũng là dáng dấp, là hình ảnh, là nội dung, là thân phận của ba đặc khu hành chánh kinh tế của Việt Nam trong tương lai. Campuchia lệ thuộc hoàn toàn Trung Quốc về kinh tế lẫn chính trị. Những đặc khu kinh tế của Campuchia do Trung Quốc thống lãnh gần như hoàn toàn, nhất là các đặc khu kinh tế nằm ven biển, tức là trong đại dự án vành đai và con đường. Trường hợp rõ nét nhất là đặc khu Sihanoukville. Đặc khu Sihanoukville được thành lập 2008 tại cảng Sihanouk, một cảng có từ lâu. Nhưng đến 2012, chánh quyền Campuchia ký với Trung Quốc và Trung Quốc đầu tư mở rộng đặc khu Sihanoukville. Trong khu biệt lập này có trên 110 xí nghiệp sản xuất và độ 100 cơ sở thương mại và khu gia cư. Trong khu biệt lập khác là một cao ốc gồm có apartment và các casino ở tầng dưới, tất cả do Trung Quốc làm chủ, trong đó người Trung Quốc chiếm hết 80%. Và đang xây thêm 300 cơ sở thương mại sẽ do người Tàu làm chủ. Các khu này nằm trên bờ biển. Đặc khu Sihanoukville hiện nay có khu Chinatown to lớn. Tới nay đặc khu Sihanoukville đã xong 30 casino và đang xây thêm 70 cái nữa. Các casino cũng do người Tàu làm chủ, đó còn gọi là New Macau. Cạnh đó là một miếng đất có vị trí tốt cũng dược cho Trung Quốc, thuê 99 năm để xây nhà ở, vốn cho dự án này tới 5.7 tỷ Mỹ Kim, và làm giá nhà đất ở đặc khu Sihanoukville tăng vọt. Người Tàu ở Campuchia càng ngày càng đông. Theo luật Campuchia thì người ngoại quốc không được làm chủ đất đai, nhưng người Tàu mới tới thì họ mua quốc tịch Campuchia với giá 100.000 đô la Mỹ. Sihanoukville càng ngày càng phồn thịnh, du khách đến tấp nập, phần lớn là người Tàu đến để chơi bài. Mặt khác, tiền bạc từ Trung Quốc ra và vào đặc khu này gần như không có kiểm soát, nhưng người dân địa phương vẫn nghèo và khổ hơn vì tệ trạng xã hội gia tăng. Ngoài ra, Trung Quốc kiểm trợ hết mình cho Tổng thống Hun Sen tiếp tục lãnh đạo Campuchia. Trung Quốc ký với Campuchia cho viện trợ lên tới 7 tỷ trong năm qua. Nguồn tin Cambodia at China Problem by Murdoch and Kitzgerati, 20 tháng 6 năm 2018.
Malaysia. Thủ tướng Najib trước 2018 đã đi quá sát Trung Quốc. Malaysia đã nhận quá nhiều viện trợ từ Trung Quốc. Malaysia là một mắt xích rất quan trọng của vành đai biển. Trung Quốc phải kéo nước này. Malaysia đã cho Trung Quốc xây đảo nhân tạo để xây nhà ở cao cấp Forest City và do công ty Trung Quốc làm chủ với tổng số tiền đầu tư là 100 tỷ đô la Mỹ. Hiện 70% người mua các nhà này là tàu. Trung Quốc đã viện trợ Malaysia đến 13 tỷ cho nhiều công trình trong số tổng cộng Trung Quốc hứa là 34,2 tỷ, số viện lớn nhất ở Á Châu trong chương trình Belt and Road. Điều kiện Malaysia phải nhận là cho nhiều công nhân Trung Quốc qua làm việc và mua trang thiết bị và nguyên liệu từ Trung Quốc. Trung Quốc đã cho Malaysia vay 14 tỷ đô la Mỹ và xây một con đường sắt chiến lược từ Đông sang Tây Malaysia nổi Biển Đông qua Ấn Độ Dương. Thủ tướng mới đắc cử, ông Mahathir, cho rằng những hợp tác quá đáng với Trung Quốc là hành động bán nước, nên khi đắc cử Tổng thống Mahathir xét lại một số dự án đã do Tổng thống Najib ký. Theo tin Lisli, Reuters April 27 đến 2018, Lào. Mặc dù không nằm trong vành đai biển, nhưng Lào là nước gắn chặt với Trung Quốc trong Belt and Road. Dưới nhiều dự án dọc biên giới Trung Quốc và Lào, Trung Quốc giúp Lào lập nhiều đặc khu kinh tế, mà chính yếu là cho kỹ nghệ casino và các trò giải trí khác cho khách đa số là người tàu. Sri Lanka. Đặc khu kinh tế ở Sri Lanka do Trung Quốc thống lãnh là một trường hợp điển hình về sự kết hợp mục tiêu kinh tế và quân sự của Trung Quốc trong vành đai biển, và hậu quả là Sri Lanka mất một phần đất về Trung Quốc dưới sự chiêu dụ của Trung Quốc. Tổng thống Sri Lanka, ông Sri Rajapaksa, ký thỏa hiệp thiết lập hải cảng quốc tế Hambantota gần Ấn Độ năm 2010. Ngoài cảng to lớn còn có phi trường quốc tế xa lộ, vốn hoàn toàn do Trung Quốc viện trợ, lần đầu là 307 triệu đô la Mỹ. Sau khi hoàn thành lúc nợ đáo hạn, Sri Lanka không chạy đâu ra tiền trả nợ, phải vay thêm Trung Quốc lần nhì 757 triệu đô la Mỹ với lãi suất 6,3%, chứ không còn ưu ái như lần đầu là 2%. Đến năm 2012, cảng bắt đầu hoạt động và lèo tèo mấy chục chiếc tàu quốc tế. Hàng không quốc tế chỉ có một hãng, lại thêm tham nhũng quá đáng, cảng này bị lỗ nặng. Năm 2015, Tổng thống Sri Rajapaksa thất cử, nhưng để lại một số nợ Trung Quốc quá lớn mà Tổng thống kế nhiệm không có khả năng giải quyết. Trung Quốc buộc Sri Lanka phải trả nợ bằng cách giải quyết cho Trung Quốc, thuê lại toàn bộ cảng này với 15.000 mẫu đất với 1,1 tỷ đô la Mỹ trong 99 năm. Sau đó, 2017, Trung Quốc lại ép buộc Sri Lanka cho thuê xây một khu kỹ nghệ cạnh cảng quốc tế cũ là cảng Colombo và hoàn toàn do công ty Trung Quốc quản lý. Công ty Trung Quốc là China Merchant Port Holding Company có vốn 85% của cảng và thời gian thuê là 99 năm. Sri Lanka thiếu nợ Trung Quốc do kế hoạch vành đai biển là 1,064 tỷ và mất hai vùng đất. Thực sự, Sri Lanka nợ Trung Quốc tổng cộng với các món nợ khác lên tới 5 tỷ trong hoàn cảnh kinh tế không khả quan, theo tin báo New York Times. Pakistan. Theo tin từ Yale Global Online trong bài Pakistan Costly Plunge into China Debt thì Pakistan là nước nhận hậu quả tai hại nhất do viện trợ của Trung Quốc. Điều kiện nhận viện trợ Trung Quốc như tại các nơi khác là phải cho công nhân Trung Quốc đến làm việc và mua máy móc Trung Quốc, và dự án thi công phải giao cho công ty Trung Quốc, không có đấu thầu.
Trung Quốc đầu tư trực tiếp 22 tỷ tại Pakistan, nhưng năm rồi chính quyền mới của Pakistan rút bỏ thỏa ước Trung Quốc viện trợ 14 tỷ đô la Mỹ để xây đập thủy điện vì Trung Quốc đòi nắm quyền sở hữu đập này. Cho tới nay, Pakistan có tổng số nợ Trung Quốc lên tới 62 tỷ đô la Mỹ. Phi châu. Trong cùng mục tiêu và sách lược bành trướng của Trung Quốc trong dự án Belt and Road, Trung Quốc thực hiện nhiều công trình to lớn như cảng, phi trường, cầu cống tại nhiều nước phi châu như Nigeria, Ethiopia, Nam Phi với cùng công thức dùng tiền mua chuộc chính quyền. Thực hiện nhiều công trình lớn, đưa công ty Trung Quốc qua với máy móc trang bị. Trung Quốc khai thác khoáng sản và chiếm cứ các điểm trọng yếu. Khả năng hấp thu của các nước phi châu yếu kém, nên hiện nay gặp một số khó khăn và một số quốc gia khác quan trọng có Thổ Nhĩ Kỳ với viện trợ Trung Quốc rất lớn nhằm nối đầu cầu này với Âu Châu. Còn ở Úc Châu, Trung Quốc nắm phần quan trọng của hải cảng Darwin, thuê 99 năm với giá 506 triệu Úc Kim. Trung Quốc coi đây là trạm cuối của vành đai biển, sau tóm tắt hậu quả chung của các đặc khu do Trung Quốc thống lãnh, không ai chối cãi là đặc khu kinh tế, kể cả khu công nghiệp, khu chế xuất. Khu công nghệ kỹ thuật cao của thập niên năm 1950 đến năm 1970 khá thành công, nhất là tại một số nước đang phát triển và có nền dân chủ và guồng máy công quyền tốt như Singapore, Đài Loan, Hồng Kông, Nam Hàn, vì đặc khu kinh tế thực sự là công cụ cho phát triển kinh tế. Nhưng trong khoảng 10 năm nay, Trung Quốc xem đặc khu kinh tế như là một công cụ của sự xâm lăng linh tế. Công cụ của sự vươn lên để đạt vai trò bá chủ trong thiên hạ thì đặc khu kinh tế trở thành phức tạp và có nhiều tai họa cho khá nhiều nước mà tôi vừa tóm tắt trên đây, thực tế khá rõ. Đó là những bài học cho Việt Nam và cho một số nước khác, mặc dù khi hợp tác với Trung Quốc về kinh tế nước chủ nhà có một số lợi nhất định tùy quốc gia, GDP tăng lên, mặc cảm nghèo đói bớt đi. Nhưng bên trong các quốc gia này nhận chịu nhiều vết thương đớn đau và thật lâu dài, những khó khăn, đó là lệ thuộc Trung Quốc về mặt chính trị, nhiều hay ít tùy quốc gia, mắc nợ Trung Quốc quá lớn. Có nước không còn cách nào trả nợ đành phải giao đất cho Tàu. Một số vùng quan trọng của đất nước bị người Tàu chiếm định cư lâu dài, tài nguyên bị cạn dần trong khi đó kinh tế và xã hội không sáng sủa hơn bao nhiêu. Tệ trạng và bất công xã hội tăng thêm vì hậu quả của các khu cờ bạc, điểm đằng to lớn và công khai, tham nhũng nghiêm trọng và tràn lan không thể tiêu diệt hay cải thiện. 3. Đặc khu Việt Nam. Trong kế hoạch vành đai biển Trung Quốc, 3 đặc khu là dự án đặc khu kinh tế lớn nhất và mới lạ của Việt Nam. Đây là dự án rất lớn và nằm trên 3 địa điểm rất quan trọng về phương diện địa lý chính trị, đó là Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh, Bắc Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa và Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Trong bài này tôi chỉ nói một khía cạnh của 3 đặc khu, đó là những điểm tương quan và gần giống mô hình các đặc khu kinh tế Trung Quốc thống lãnh hay nắm phần quan trọng mà tôi vừa trình bày ở phần trên. Các phần khác về 3 đặc khu tôi trình bày ở bài khác. Các đặc khu kinh tế do Trung Quốc chiếm giữ nằm trong vành đai biển đã và đang gặp nhiều tai họa và rất có thể là của Việt Nam tương lai. Các điểm ghi dưới đây là trích từ các văn bản hay qua các buổi họp của Bộ Chính trị, của Chính phủ, của Bộ Đầu tư, của dự thảo luật đặc khu và của các phát biểu của các viên chức cao cấp sau thực hiện sự cam kết lệ thuộc Tàu của Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi đã nhiều lần trình bày đại họa lệ thuộc kinh tế Trung Quốc với 3 đặc khu mới là một trong những thòng lọng thêm vào trong chuyến đi rất sớm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sau khi tái đắc cử qua Trung Quốc 2016 và hai bên ký nhiều thỏa hiệp kinh tế quan trọng, trong đó có các dự án lớn. Sau đó, Bộ Đầu tư và Phát triển nhận chỉ thị của Bộ Chính trị soạn gấp dự án 3 đặc khu. Bộ Chính trị quyết định nhanh chóng và đưa chỉ thị các bộ phận đảng và chính phủ xúc tiến bởi văn thư số 21 TB/WT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Trung ương Đảng trong các lần họp để chi tiết hóa. Bộ Đầu tư và Phát triển có nhiều lần bàn thảo với các chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc về vành đai và con đường, các công ty casino, công ty tài chính đến từ Trung Quốc. Tới giờ 90% công việc của dự án đã được phân công và một số công tác đã tiến hành theo mô thức tổ chức chính quyền cộng sản. Quốc hội biểu quyết luận chỉ là hình thức và không thể đảo ngược quyết định của Bộ Chính trị, như vậy chống đặc khu là chống đại họa đã có. Nay chỉ thêm một lần nữa để thấy thêm sự bi đát của tương lai, dự án này phù hợp với ba nhu cầu quan trọng, thực hiện đại dự án Belt and Road của Trung Quốc, giải quyết khó khăn kinh tế tài chính rất lớn của Việt Nam, và đẩy mạnh tham nhũng của Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc. Sao tổ chức hành chính và điều hành đặc khu có nhiều điều lạ và nguy hiểm? Thông thường đặc khu kinh tế trên thế giới cũng như Việt Nam trước kia thì về tổ chức hành chính chỉ có đặc khu kinh tế, không có kết hợp đặc khu hành chính và đặc khu kinh tế, vì đặc khu kinh tế là một phần khá nhỏ trong một đơn vị hành chính, đặc khu kinh tế được quản lý riêng. Nhưng đơn vị hành chính có đặc khu kinh tế phải quản lý theo luật tổ chức hành chính toàn quốc gia. Khi nói đến đặc khu hành chính có tổ chức và điều hành riêng thì thường nghĩ tới khu tự trị. Trong dự thảo luật ba đặc khu thì Bộ Đầu tư và Phát triển đề nghị hai mô hình quản lý hành chính. Một là không có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, chỉ có Ủy ban điều hành mà người đứng đầu do Thủ tướng bổ nhiệm. Thứ hai là vẫn có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân theo thể thức bình thường của một đơn vị hành chính cấp huyện. Như vậy theo dự trù thì toàn thể lãnh thổ của ba đặc khu có nhiều ưu đãi, nhiều miễn thuế cho các nhà đầu tư, chứ không riêng gì đầu tư trong các khu chức năng như khu công nghiệp, khu thương mại tự do, khu yểm trợ, khu vực casino và giải trí. Điều này làm nghĩ tới các đầu tư cho khu nghỉ dưỡng, gia cư cho người ngoại quốc, nhất là đầu tư cho các công trình lớn như phi trường, hải cảng, xa lộ cũng được hưởng các đặc miễn. Các công trình này đòi hỏi vốn rất lớn, mà theo kinh nghiệm của các đặc khu kinh tế ở vành đai biển Thái Lan, Lào, Malaysia thì phần chính yếu là từ các nhà đầu tư Trung Quốc thực hiện. Về thời hạn thuê đất 99 năm mà Cộng sản Việt Nam cho rằng cần phải theo trào lưu hiện nay là các đặc khu kinh tế do Tàu thống lãnh hầu hết là 99 năm, đó là theo ý Tàu, theo mô hình Trung Quốc. Đó là đúng chiến thuật chiếm cứ lâu dài từng mảnh đất nhỏ ở hải ngoại, vừa để di dân, để làm kinh tế và để xây dựng thêm lực lượng Hoa Kiều hải ngoại. Các nhà đầu tư không phải Tàu thì không ai nghĩ đến việc cần trụ lại quá lâu ở một nước khác. Trong tình trạng khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc hiện nay và trong một thế giới có nhiều biến đổi, sao nhắm tới đầu tư trực tiếp cho casino, du lịch, gia cư và công trình hạ tầng cơ sở lớn? Theo nguyên tắc, các lãnh vực đầu tư trong ba đặc khu là gồm nhiều thứ, mới xem qua thì nó giống như bình thường. Nhưng đọc kỹ và nghe những gì Cộng sản Việt Nam bàn thảo thì thấy được ẩn ý và âm mưu của Cộng sản Việt Nam là chiêu dụ hay bị ép buộc mở cửa cho các lãnh vực chính là casino, du lịch, khu an dưỡng và công trình hạ tầng cơ sở. Trong dự luật điều 3 chương 1 mà dự luật gọi là nhà đầu tư chiến lược, thực sự đó là cái đích.
Cái yêu cầu và nhu cầu của Trung Quốc đã thực hiện ở các khu do họ thống lãnh, vì các lãnh vực trên có nhiều lời tương đối dễ, nhất là casino ở đâu cũng lời rất cao và dễ chiếm lâu dài vùng đất thuê. Nhưng có điều vô lý là kỹ nghệ cờ bạc thì theo quy hoạch được coi là ngành chiến lược và cũng được miễn thuế doanh nghiệp 100% trong 4 năm. Trong khi đó ai cũng có thể biết là casino có lời ngay trong năm đầu và thuế trong ngành này là một nguồn thu nhập rất lớn cho ngân sách và cho quan chức tham nhũng, nhà đầu tư ngoại quốc được quyền sở hữu căn hộ khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, văn phòng làm việc lưu trú. Điều 35, mục 2 của dự luật: các nhà đầu tư Tây Phương họ đến Việt Nam là vì công nhân rẻ, nguyên liệu nhiều, hàng hóa tiêu thụ được nhiều trên những thị trường lớn, ổn định chính trị. Họ đâu có cần ở lâu dài hay nghỉ dưỡng, hay đến cả đám đông quậy phá lung tung, sao sức mạnh và cái thế Trung Quốc. Dựa theo cách hành xử của Trung Quốc tại các đặc khu nói trên và dựa theo sức ép Trung Quốc đối với Việt Nam trong quá khứ thì ép của Trung Quốc đối với ba đặc khu là to lớn. Đảng và chính quyền Việt Nam rất khó cưỡng lại. Đối với Trung Quốc thì Cộng sản Việt Nam không còn ở giai đoạn dụ dỗ mà là ở giai đoạn chia chắc quyền lợi và cưỡng bức. Các chiêu mà Trung Quốc thực hiện ở ba đặc khu ở Việt Nam: viện trợ, vì Việt Nam làm gì có khoảng 70 tỷ đô la Mỹ cho đầu tư cơ bản cho ba đặc khu, thầu các công trình lớn. Hiện nay một công ty Trung Quốc đang làm xa lộ Mong Cái Vân Đồn với tổng số đầu tư là 300 triệu đô la Mỹ. Chắc chắn Trung Quốc sẽ chiếm hết công trình của ba đặc khu, công nhân và người già du khách sẽ tăng nhiều hơn nữa, nhiều khu Chinatown nhỏ sẽ mọc thêm, du khách nhiều thì có lợi về kinh tế. Nhưng kiểu du khách tàu thì có nhiều tệ hại do họ mang quốc sẽ ép và phối hợp với Việt Nam cho Trung Quốc lấy chứng nhận xuất xứ để xuất cảng qua Mỹ và một số nước khác trong chiến tranh mậu dịch với Mỹ. Trung Quốc sẽ kèm kẹp mạnh hơn Đảng Cộng sản Việt Nam. Các thành phần có khuynh hướng thân Mỹ sẽ bị triệt. Trung Quốc sẽ can thiệp vào các vụ biểu tình của dân chúng chống Trung Quốc. Tham nhũng sẽ gia tăng, không có cách nào trị được. Các vụ giữa tiền sẽ được hợp thư hóa và thực hiện ngay trong đặc khu do quy chế chuyển tiền độc lập cho các nhà đầu tư tại đặc khu. Một làn sóng mới mạnh mẽ từ Trung Quốc, do từ ba đặc khu này sẽ tạo thêm bất công kinh tế giữa nhà đầu tư trong đặc khu và doanh nghiệp Việt Nam. Và tệ trạng xã hội quá tồi tệ hiện sẽ gia tăng thêm do các casino đem tới. 4. Phối hợp cho một phong trào thế giới chống thực dân Trung Quốc. Sao cần nhận ra đại họa Trung Quốc cách tổng quát trên quả đất này, dù là thời nào? Ai cũng mong mọi người nên giúp đỡ nhau cách hòa bình và lương thiện, nhưng thực tế thì khác. Có một số nước, một số chính quyền manh nha ý đồ muốn đàn áp, muốn xâm lấn dân tộc khác. Trong đó có Trung Quốc. Trong quá trình lịch sử lâu dài, gần như lúc nào các vua, các lãnh đạo Trung Quốc cũng muốn dùng sức mạnh uy hiếp nước khác, có thể vì Trung Quốc quá lớn, quá nghèo. Thực sự dân Tàu, nước Tàu có khá nhiều ưu điểm và ưu thế để sống và theo con đường bình thường. Không gian áp thì cũng có đời sống vật chất và tinh thần ở mức cao, nhưng Trung Quốc nay muốn ở mức cao nhất, đó là vấn đề, là đại họa cho nhiều dân tộc khác. Những làn sóng xô tới quá mạnh, giờ thì mọi người cần phải cảnh giác hơn và tìm cách chống đỡ, mặc dù bảo Trung Quốc có khi quay ngược lại tàn phá chính mình, và sức mạnh cản ngăn trên thế giới nay gần như sẵn sàng. Sự phối hợp cần thiết trong phạm vi Việt Nam về mục tiêu tranh đấu, chống cho thuê 99 năm hay 70 năm đó là đúng. Nhưng có nhiều mặt khác của đặc khu rất tai hại, cần hiểu rõ thì lý do và lập luận cho việc phản đối ba đặc khu vững vàng hơn và lâu dài hơn, dễ kết hợp hơn.
Các điểm chính yếu có thể nêu ra là lệ phí kinh tế Trung Quốc quá lớn, tai hại của casino không chấp nhận cư dân Trung Quốc du nhập bừa bãi và phi pháp, tẩy chay hàng Trung Quốc, chống phá cơ sở Trung Quốc nếu tình thế bắt buộc, phương thức đấu tranh. Các cuộc biểu tình lớn vừa qua rất có kết quả cả trên bình diện quốc tế, cần liên tục trong tương lai. Truyền thông trong nước cần phát ra đầy đủ và có sáng tạo, có ý nghĩa và phong phú. Huy động và vận động các tổ chức nghề nghiệp, tôn giáo, sinh viên và nông dân chống đối dưới nhiều hình thức trên bình diện quốc tế. Sự vận động cho phong trào quốc tế chống thực dân Trung Quốc. Đã đến lúc thế giới cần phối hợp chống một loại thực dân Trung Quốc nguy hiểm hơn bất cứ loại đế quốc nào trước đây. Tôi nghĩ thế giới đã hiểu, nhưng những phản ứng chưa đủ mạnh. Mặt khác thì Trung Quốc biết khai thác các ưu thế của mình và nhu cầu các nước đang phát triển, nên Trung Quốc đã đạt một số thành công trên sách lược toàn cầu hóa của họ. Tức là kiểu Trung Quốc, sách lược của Trung Quốc tiến tới trên toàn cầu bằng bốn mặt: kinh tế, chính trị, ngoại giao, quốc tế, quân sự khi cần và khoa học kỹ thuật. Cả văn hóa. Đã đến lúc thế giới phải thức tỉnh, phải ý thức về mối họa Trung Quốc. Hợp tác và đoàn kết giữa các quốc gia đang gặp tai họa từ Trung Quốc. Điều này khó khăn vì phần lớn chính quyền ở đây độc tài hay bán độc tài. Tuy nhiên, cũng có một số nước có dân chủ. Tình trạng có thể đổi thay như ở Malaysia chẳng hạn. Vận động các nước mạnh và có tôn trọng giá trị tự do, dân chủ và nhân quyền. Các nước này đóng vai trò chính. Như Hoa Kỳ chẳng hạn hiện tại có kế hoạch này. Và trước cũng vì quyền lợi của Hoa Kỳ, các tổ chức đấu tranh của người Việt trong và ngoài nước sẽ là một trong những nước khởi đầu cho phong trào lực cản ngăn và làm tan biến thực dân Tàu. Dĩ nhiên là phải có sự kết hợp của các nước có dân chủ tự do và nhân quyền và các định chế quốc tế. Nếu thế giới sử dụng hữu hiệu hơn, hợp tác hơn về sức mạnh tinh thần, kinh tế và vũ lực, tôi thiện nghĩ đại họa Trung Quốc sẽ tan dần. Dĩ nhiên không thể một sớm một chiều, đây có thể coi như phong trào quốc tế chống thực dân thuộc địa cũ hay phong trào chống cộng của những thập niên trước. Một trật tự thế giới ổn định và tiến bộ là ước mong của con người. Chúng tôi đóng góp một số ý kiến và dữ liệu trong bài này với sự kính trọng và sự cảm xúc về sự dấn thân, về những hy sinh cao quý của những người đã và đang tham gia bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xưa kia và gần đây. Nguyễn Bá Lộc, Cali, ngày 10 tháng 8 năm 2018.